Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em xem qua cái bộ điện khoảng trên 10 triệu ha. Thì cũng có rất nhiều anh em hỏi thăm về cái vấn đề mà có giá tiền tầm tầm khoảng trên dưới 10 triệu đó, để đầu tư một bộ điện để sử dụng cho một cái gia đình vùng sâu vùng xa, cái vùng mà lưới điện quốc gia chưa kéo đến anh em đó. Thì qua nội dung cái video này thì tôi cũng xin quay qua một đoạn cái video tầm 50 phút gì đó để cho anh em xem qua. Thì đây là cũng một hộ nè, hộ này là của bà già, đứa em thì cũng đang lắp 300W pin nè ha. Cái hệ lưu trữ thì 350W, sử dụng bên hệ 12 anh em, hệ độc lập nha. Thì sử dụng thoải mái cho tất cả các thiết bị điện trong gia đình, chẳng hạn như là tivi, quạt, thắp sáng, rồi các thiết bị điện gia dụng khác trong gia đình đó. Nhưng mà không có nấu cơm, không có sử dụng tủ lạnh đó, tại vì cái bộ này á, nó tầm tầm thôi trên 10 triệu triệu một tí à. Thì giá cả như thế nào thì một chút tôi sẽ tính sơ qua cho anh em xem ha đó. Còn bây giờ thì tôi cũng xin quay qua một đoạn để cho anh em xem. Về đây là hai cái tấm pin nè, mỗi một tấm có công suất là 150W ha. Thì cái công suất á, là hai tấm, một tấm 150W, nhưng mà nó có kích thước á, thì cái bố trí nó khác nhau một tí, nhưng mà cái công suất á, thì nó ngang nhau đó. Hai tấm này công song song nha anh em, tại vì sử dụng cái con sạc BVKM 20A hàng của Sure đó. Thì cái sạc 30A thì nó có thể điều khiển được 300W pin. Thì đây, bộ này thì cũng chính tay tôi lắp đặt cho đứa em thôi. Thì nói chung cũng vòng 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 xóm đây thôi. Cái vùng này thì chưa có lưới điện quốc gia. Đây nè, xung quanh đây nè anh em đó. Cái khu vực này người ta trồng trọt hoa màu nè đó. Thế nhà lưa thưa không, dạng như chòi á, chòi tranh vách lá á, người ta cắt ở nơi đây nè anh em đó. Dạng như người ta ở không phải sống cái vùng này, nhưng mà người ta có cái đất canh tác ở vùng này á, người ta ra nơi đây người ta làm lụng, rồi chiều người ta về nơi nhà người ta á, thì nó cách nơi này khoảng tầm 3 cây số. Thì nơi đó có lưới điện quốc gia, nhưng mà cái vùng này á, thì như tôi đang sinh sống vùng này nè, cũng tương tự như những người xung quanh đây thôi, nhưng mà thôi các nhà cố định ở đây luôn, tại vì mình trồng trọt cái vùng này mà đó, nên cái lưới điện chưa kéo đến nên bắt buộc phải sử dụng cái loại điện này đó. Nhưng mà nhiều anh em hỏi thăm về cái vấn đề là cũng anh em ở trong rẫy ruộng này kia đâu, cách xa lưới điện á, thì anh em cái tầm cái túi tiền khoảng trên dưới 10 triệu thôi để đầu tư bộ điện sử dụng như thắp sáng, xem tivi hay là làm cái gì đó đó. Thì cũng có một cái nguồn điện mình sử dụng nơi cái vùng mà chưa có lưới điện. Thì hai tấm này là pin mono, cái bộ này lắp cũng hơi lâu rồi anh em. Cái tấm này là tôi mua đầu tiên, nhất là cái tấm này thì cũng tôi mua đầu tiên, nhưng mà sau này thì tôi để lại cho đứa em nó sử dụng nè. Tấm này cũng gần 3 năm rồi nè đó. Nó có một cái hình vuông như này, 150W đó. Cái tấm bên kia thì mua sau tấm này cách khoảng vài 3 tháng thôi, sắp xếp theo cái hình nó dài thêm một tí đó, công suất bằng nhau. Thì ở đây tôi đi song song nè, đây nè, tôi đi dây 6 chấm nè. Cái ruột á, thì cái lõi đồng nha, 4 ly đó. Đây đi xuống tới bộ sạc tầm khoảng 4 mét thôi anh em à. Nói mà về cái cách câu song song như thế này á, áp thấp dòng cao nên mình thiết kế những đường dây to đến cái chỗ bộ sạc thì nó ngắn càng tốt, để nó đạt được một cái hiệu suất rất là cao rồi ha. Tôi nói sơ bằng đó rồi, bây giờ tôi sẽ nói sơ qua cái phần lắp đặt của tôi. Thì đây cái hướng này nè, cái hướng tay tôi chỉ là cái hướng tây đó. Ở pin thì tôi lắp nghiêng về cái hướng nam đó. Thì cái này tôi cũng lắp theo chuyên gia, người ta cũng hướng dẫn là mình lắp nên lắp pin nó nghiêng khoảng 10 độ về cái hướng nam, để khi mình hứng cái ánh nắng mùa đông á, mùa đông tại vì cái thời tiết mùa đông á, nắng, cái thời gian nắng trong ngày nó rất là ngắn đó. Nhưng mà cái thời gian nắng ở trong năm á, thì đối chung cái mùa đông á, thì nó nắng hơi yếu ớt lắm, nó nắng ít, nên mình lắp pin á, lắp nghiêng về cái hướng nam để nó hứng qua, nó hứng nghiêng nghiêng về cái hướng nam á, tại vì mùa đông thì mặt trời đi về đường xích đạo á, đó nó hứng đó, đó là cái cách hướng dẫn của chuyên gia nên mình làm theo rồi. Còn cái cách mà bố trí những cái tấm pin này thì tôi đây có làm cái dàn khung sắt nè, tôi lắp cao lên trên cái mái nhà tầm khoảng 4 tấc đó, lắp áp mái cũng được anh em. Lắp áp mái thì nó đỡ tốn chi phí những cái ke để dàn sắt cũng được, nhưng mà theo cá nhân riêng của tôi nha, này tôi lắp theo cá nhân riêng của tôi thôi, thì tôi lắp cao lên để cho nó thoáng, tại vì cái pin mono này á, nó chịu nhiệt rất là dở hơn cái pin vô ly lắm.
đó, nên mình lắp cái dạng cho nó cao lên trên khỏi mái nhà tầm khoảng 3 đến 40 cm ha, để cho nó thoáng cái pin để cho nó đạt hiệu suất tốt đó ha. Đó thì ở đây nè anh em thấy không, lâu dữ lắm rồi tôi mới leo lên đây tôi quay làm cái video cho anh em xem nè, cái bề mặt pin lúc nào cũng sáng bóng, tại vì cái vùng này anh em thấy nè, cái vùng thôn quê á nó không có khói bụi, nó không có ô nhiễm không khí nên cái bề mặt pin lúc nào nó cũng sáng bóng đó. Nên ở đây á, mà cái thời tiết á, ở miền Nam nè nắng tốt quanh năm nên cái hiệu suất của pin á, nếu mà trời ui mát mát á, thì nó cũng thu về một lượng điện khá là tốt đó. Đó, trời thì bây giờ cũng hơi tầm khoảng trên 10 giờ gần 11 giờ thì hôm nay nắng cũng ui ui à, nhưng mà đối với cái bộ này thì sử dụng cũng thoải mái rồi anh em. Đó thì tôi chỉ nói sơ qua về cái vấn đề lắp đặt cái bề mặt pin nghiêng về khoảng 10 độ về cái hướng nam ha, để hứng cái ánh nắng vào mùa đông khi mà mặt trời đi đi đường xích đạo đó anh em. Đó cái thời gian mà nắng yếu ớt trong năm ha, và thời gian nắng ngắn trong ngày nữa, cái thời gian đêm thì dài, ngày thì ngắn là qua cái mùa đông đó, nên lắp pin về hướng này. Rồi còn cái bố trí cái lắp đặt pin của tôi thì lắp cố định trên mái nhà, này là lắp cố định trên mái nhà, còn lắp áp mái thì có nhầm khi anh em để sát với cái mái to này luôn, nhưng mà cá nhân riêng tôi như nãy giờ tôi nói ha, thì theo tôi thì tôi nâng cao lại một tí để cho nó thoáng bề mặt ở dưới là vậy. Còn dây thì đối với dây 6 chấm này, cái ruột nó 4 ly cái lõi đồng này nè anh em, thì nó có thể là chịu qua được khoảng từ 4 đến 500 watt pin cái hệ câu song song nha. Còn nói về cái hệ câu nối tiếp thì không không cần thiết đến, tại vì câu nối tiếp mình câu nó cộng cái áp lên nên đi dây nhỏ cũng được, 4 chấm cũng được đó. Còn cái song song này thì tôi đi dây 6 chấm đó, xuống tầm tới bộ sạc khoảng tầm 4m 5m đó. Rồi thì cái phần này thì cô tôi cũng xin nói sơ qua cho anh em tham khảo ha. Bây giờ tôi sẽ xuống dưới tôi quay cái hệ lưu trữ chẳng hạn như 300 350Hq đó, và một cái con inverter, cái con kit đó, thì con kit sinh chuẩn 500W thôi đó, tại vì bộ này không có sử dụng tải lớn, sử dụng chẳng hạn thắp sáng tivi quạt rồi sạc những cái thiết bị khác đó, nên cũng bộ này sử dụng rất là bền. Rồi đây anh em, bên dưới này anh em, đó đây là sử dụng cái tivi 40 inch có công suất là 75W giờ ha. Thì bây giờ tôi nói nhỏ, tôi không có thể nói to được tại vì nhà có em bé đang ngủ đó, đang chạy cái quạt DC 12V đó. Đó nên tôi nói hơi nhỏ một tí nha anh em. Thì ở đây nè, cái cây quạt này là cũng cây quạt DC 12V nè. Đây là cái hệ lưu trữ dưới nè, bình khởi động thôi anh em. Cái bình này là 200Ah, cái bình này 150Ah nè. Cái con kit á 500W sinh chuẩn đó. Ha. Cái sạc 20A của Shure nè anh em. Sạc 20A thôi nha. Đó, điều khiển được 300W pin ha. Đó thì đây nè, cái đường dây đi xuống nè, lắp qua cái cầu dao nè, rồi đi vô con sạc nè, con sạc đi xuống cái bình nè, đó 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 cái đường dây đó nè, đó trên mái nhà đó, đó là cái to hồi nãy tôi đứng ở trên đó thì phan cái lỗ xuống luôn, thì từ trên cái máy to nó xuống đây tầm khoảng 4 mét thôi đó, từ đây xuống cái bình tầm tầm khoảng một mét trên mét khoảng mét hai, 1m2 đổ lại thôi đó. Rồi chạy những cái cây quạt DC nè anh em. Cây quạt này chạy trực tiếp từ nguồn điện bình ha. Đó, không có chạy qua kit. Kit để xem tivi hay hoặc là để sạc những cái điện thoại nó. Ở đây nè. Chạy những cây quạt này nó cũng rất là mát. Đó. Mát lắm anh em. Nó tương đương với quạt điện 220 nha, 910 ạ. Nó mát lắm nhưng mà rất là tiết kiệm điện. Quạt này nó chỉ có 15W giờ thôi. Em bé đang ngủ. Đó, đây đang chạy cây nè, cho cái đứa bé đang ngủ nằm dưới nè, tôi không thể nào quay dính đứa bé được nha anh em.
Đó, cây quạt cũng DC 12V, cây quạt nhỏ. Đó, thì ở đây thấp đây nè. Đó, bóng đèn DC nè anh em. Nè, bóng đèn này ngủ nè, thắp một cái bóng này với cái một cái bóng trong nhà tắm á, là tới sáng luôn. Thắp cái bóng này và cái bóng trong đó tới sáng, nó thắp những cái bóng DC đó. Thì đây nè, gia đình này là thắp nè, 1 2 3 4 5. 5 cái bóng đèn DC thì đây là dùng những cái CB này làm cái công tắc. Đó anh em. Đó, bóng đèn này nè, nó sáng 90 với bóng điện 220 này anh em, nó rất là tiết kiệm điện năng, 12V. 12V 30W, nhưng mà bóng này á cái mức tiêu thụ nó chỉ là tầm tầm 12 Wh thôi, tôi đã có đo qua hết rồi. Đó. Nó rất là tiết kiệm điện năng. Khi mà sử dụng cái hệ độc lập như thế này nè anh em, thì anh em sử dụng những cái bóng DC 12V, cái loại đuôi sấy này nó sáng 90 với bóng điện đó anh em, rất là tiết kiệm điện năng. Đó. Thì cái bộ này lắp cái con sạc Sure màu xanh 20A này á, thì cái lúc mà tôi mua nó nằm đâu trên trên 400 ngàn anh em đó. Nhưng mà thay vì ví dụ như trường hợp như cái 300 watt pin này, nếu mà anh em lắp cái bộ sạc vàng của Sure á, đó cái sạc như anh em thấy trên hình này cũng được, cũng ngon lành, nó lại rẻ tiền hơn phân nửa giá tiền cái con sạc này ha. Đó, đây là những cái bình khởi động này anh em. Thì để tôi nói sơ qua cái giá tiền mà tôi đầu tư cho anh em xem á. Thì cái bộ này của đứa em đó, thì nó mua cái bình này à, bình khởi động 200A nè, mua đâu 4 triệu, 4 triệu 4 triệu mốt vậy á. Còn cái bình này á là bình 150A, cũng bình khởi động luôn, thì nó nằm đâu là hình như 3 triệu mấy, 3 triệu tư hay gì đó, cũng lâu rồi anh em à, mấy năm rồi đó. Cái bình này á, thì mua sau cách này hơn nửa năm thôi, hãy lắp thêm vô lúc trước á. Thì đối với cái bộ này á, nếu mà anh em sử dụng mà ngày đêm á, tôi ví dụ như anh em sẽ 150W pin á, ấy xin lỗi 300W pin á, đối với một ngày nắng tốt nó sản sinh nó thu về cho mình tầm khoảng 1.500W điện. Thì nếu mà anh em sử dụng tầm, tôi ví dụ như 50 50 là tất nhiên á, ban ngày á, tầm khoảng 700W, ban đêm tầm 800W á, thì anh em chỉ cần đầu tư một cái bình cái hệ quy khoảng 200A đổ lại là đủ rồi, hoặc là 150A cũng đủ rồi. Còn đối với cái hộ này á, thì sử dụng điện nhiều vào ban đêm á, nên đầu tư cái hệ lưu trữ nó nhiều lên đó, sử dụng nhiều vào ban đêm. Thì cái tivi này á, thì bà già bà hay coi cải lương á, coi suốt luôn đó, nhiều vào ban đêm, ban ngày cũng có xem nữa, nhưng mà cái thời gian tôi làm video nè nên tắt hết đó, nó tôi sợ vướng hình ảnh hay tiếng gì á, nó phiền phức lắm đó. Đó thì tôi cũng nói giá sơ qua nè, nội cái 350H cái hệ lưu trữ này 4 3 rưỡi là hết nhiêu à, 4 triệu với 3 triệu rưỡi đi ha. Tại vì này 4 triệu 4 triệu mốt gì nè, còn này 3 triệu tư à, cho 3 triệu rưỡi với 4 triệu là 7 triệu rưỡi đúng không anh em? 7 triệu rưỡi, 7 triệu rưỡi thì còn 300W pin, 300W pin á, thì tôi nói theo cái giá đầu tư nha anh em, chứ còn cái giá mà hiện tại bây giờ thì nó rẻ hơn so với cái thời điểm hiện tại đầu, so với cái thời điểm mà đầu tư với những cái bộ điện này á, thì giá cả bây giờ thì nó lại rẻ hơn đó, nó dễ tiếp cận những người sử dụng điện hơn là vài năm trước kia. Vài năm trước kia thì giá nó còn hơi đắt đỏ hơn. Tôi ví dụ như cái con kit này nè, lúc tôi mua á, tầm tầm là một trên 1,3 triệu rồi, nhưng mà bây giờ á, cái con 500W sinh chuẩn này á, thì cái loại con đỏ đỏ á, nó chưa tới 1 triệu nữa anh em, đó nó rẻ muốn phân nửa, sinh chuẩn ngon lành đàng hoàng nha. Đó còn pin á, pin 300W pin á, thì lúc đó tôi mua là hình như là một tấm gần 2 triệu một tấm đó anh em, đâu triệu 7 triệu 8 gì đó. 300W pin á, nó nằm trên 3 triệu á đó, nó nằm tầm tầm đâu gần gần 4 triệu, trên dưới 3 triệu rưỡi đó anh em. Thì lấy trọn 3 triệu rưỡi ra đó, 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi này 7 triệu rưỡi là 3 triệu rưỡi, 7 triệu rưỡi, 11 triệu rồi, 11 triệu, 11 triệu. Cái con này 1 triệu ba mấy nè, thì cái con này 1 triệu ba mấy, tính luôn cái con sạc kia cho nó chẳng 2 triệu nha anh em, là nhiêu rồi 11 triệu với 2 triệu là 13, 13 triệu đúng không anh em? Rồi ok, là cái bộ này cái 13 triệu đó anh em. Đó đó, nếu mà cái bộ này à, nếu mà đầu tư cái thời điểm hiện tại bây giờ đó, thì lúc đầu tư xem 13 triệu ha, nếu mà thời điểm bây giờ thì nó thấp, nó giật xuống tầm khoảng 11 triệu thôi anh em đó. Nhưng mà cái bình này bình khởi động nè, nếu mà anh em có ngon
Nếu mà mình có tiền á, thì mình nên đầu tư những cái pin pin Li-B4 á. Cái pin á, thì nó sạc xả nó ngon, nó mạnh hơn ha, sử dụng nó lâu dài hơn. Cái bình này á, tại vì ở đây có thói quen á, là cứ tại vì hồi xưa giờ chưa sử dụng điện năng lượng mặt trời này á, cũng hay mua những cái bình này về á, sử dụng thôi, bình khởi động à, sử dụng hết để chở đi sạc đó, chở đi sạc xong xuôi đem về sử dụng đó, chẳng hạn như thắp sáng đồ thôi à, chứ không có làm gì chạy những cái quạt DC đó, sử dụng hết chở đi sạc, sau này sử dụng pin năng lượng mặt trời á, thành cái một cái thói quen là sử dụng luôn những cái bình khởi động này. Chứ thật ra những cái bình khởi động này nó không thích hợp để lưu trữ pin điện năng đâu anh em, nó thích hợp như bình khởi động cái dòng phóng điện cao á đó. Còn nếu mà anh em mà có tiền á, thì đầu tư những cái pin á, hoặc là những cái bình viễn thông á đó, mình sử dụng nó ngon hơn đó. Còn nếu mà yếu yếu tiền á, thì anh em có thể là chuyển sang như bình bình xe điện á, bình xe đạp điện á, cái nhỏ nhỏ vậy nó cũng rẻ, nó rẻ tính là nó rẻ như bình này hoặc là rẻ hơn nữa, sử dụng nó cũng rất là hiệu quả đó, nhưng mà nó thua với những thằng pin thôi. Chứ còn đối với những cái bình khởi động này thì những cái bình mà xe điện á, thì nó hơn rất nhiều. Tôi đang xài bên 8 cái đó, thì đó là tùy theo túi tiền nha anh em đó. Nên cái bộ điện mà trên dưới 10 triệu á, thì tôi thấy là như cái bộ 300W pin này nè đó, sử dụng những cái quạt DC, những bóng DC, rồi mình sử dụng những cái con kích 500W như thế này nè, tại vì không có tải nặng, không có gì lớn. Cái tivi này có 75W giờ thôi, 40 inch đó, và một cái đầu thu này chỉ có 11W giờ thôi đó, và chạy những cái quạt thấp, những cái bóng DC nó không có bao nhiêu. Nhưng mà cái con kích này nè, anh em có thể là chạy được cái bơm nước á, con kit 500W sinh chuẩn này là chạy được cái bơm nước là có nửa ngựa tất nhiên là tầm tầm 375W gì đó ha, 400W đổ xuống là mình sử dụng ok. Nói chung á, là những cái con kit sinh chuẩn 500W á, là cái công suất thực của nó, thì mình tải á, cái công suất tải 500W đổ xuống là ok ha đó. Còn cái công suất đỉnh nó tầm khoảng 2-3 giây á, là 1000W đó, nhưng mà đó là công suất đỉnh thôi. Còn cái công suất tải á, thì nó 500W đó, còn mình sử dụng liên tục và tầm 200-300W là chuyện bình thường. Còn đối với gia đình này, bộ này sử dụng chưa khi nào mà vượt trên 100W giờ qua cái con kit này, nên sử dụng mấy năm qua rồi nó vẫn bền đó. Con kit này tôi cũng mua đầu tiên, là đầu tiên tôi mua về tôi sử dụng, sau á, thì tôi lại nâng cấp lên những cái con kit 1000W này, những cái con này tôi cũng cho đứa em ở bên đây nè đang sử dụng nè, cái ngay cả cái con sạc xanh xanh này cũng của tôi mua luôn, tôi cho luôn đứa em sử dụng, ngay cả cái tấm pin trên nóc nhà luôn, cái tấm 150W, cái tấm có hình vuông nhất đó là cũng của tôi luôn, cho luôn đứa em sử dụng luôn đó. Rồi qua nội dung video này chỉ có vậy thôi anh em, giới thiệu cho anh em xem qua bộ điện chỉ có 300W pin thôi, sử dụng thoải mái tất cả các thiết bị điện trong gia đình, chẳng hạn như là tivi, quạt DC, rồi thắp sáng, rồi sạc các thiết bị điện gia dụng trong gia đình đó, nói chung là ok hết. Có thể đối với kích này mình chạy những cái máy xe sinh tố ở tầm 200-300W là chạy ok luôn. Đối với 300Ah này kết hợp với 300W pin, mình xả với dòng xả 500W giờ không có vấn đề gì nó. Rồi dạ dòng chia sẻ cùng anh em, còn bây giờ tôi xin tạm dừng video, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều, chúc anh em một ngày luôn vui vẻ. Lúc này tôi cũng hơi bận, những cái câu hỏi của anh em thì tôi sẽ góp ý hơi trễ một chút, mong anh em thông cảm nha. Rồi xin bye bye anh em.